Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Tiểu Tử Đường Phố đây. Rất vui khi được gặp mọi người nha. Chúc mọi người vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay nhớ like, subscribe, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để chuông thông báo những video mới từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng bắt đầu video chúng em một buổi chiều mát mẻ, ăn cơm ngon miệng, bữa tối ngon miệng và xem video mình một cách vui vẻ và vui vẻ nha anh em. Ngoài ra bên hiện event vẫn đang diễn ra nha, anh em mà chưa tham gia thì có thể vào tham gia nha mọi người. Chúc anh em tham gia event vui vẻ. Đấy thì hình như bữa mình đã có hứa là nếu mà một cái video đã đại gia trở lại đập phá 150 phát anh em, nếu mà đạt được 500 người like, 500 người đăng like á thì mình sẽ làm tiếp một cái video về đập trứng thêm 200 phát nha anh em. Đấy thì mình đã hứa như vậy nhưng mà thật sự rất là ngứa tay anh em, hay là mình ngứa tay vào đây làm ngay 100 phát đập trứng nha. Rất là ngứa tay luôn. Thế hôm nay mình sẽ tiếp tục về làm cái video đập trứng 100 phát anh em, cũng tiện xem là có con bét nào, con đạc nào có thể đập 8 phát để xem đập có thể ra được 30 hốt nét đỏ không, hay là chỉ lúc nào chỉ có 1 hoặc 2 thôi. Chúng ta sẽ thử đi tìm nha. Bắt đầu về phát đầu tiên anh em nha. 1 này. 1. Chưa là nào rút được đầu, phát 1 này ra luôn trứng đỏ anh em nhỉ. Mình làm từ bữa giờ là 3 hôm nay 4 video rồi anh em mà chưa là ra được ấy. Chưa lần nào mà phát đầu ra ngay tiếng đỏ anh em. 2 lần, 3 lần này. Ồ, con này xong ra được rồi. 4 lần. Ôi giời. Vừa nó phát ra ngay anh em, ra ngay con Raikou. Hôm nay đăng nhập 2 ngày nhận thêm nữa về thêm mảnh nâng sao thoải mái anh em. Lần thứ 5. Ồ, nữa này, hai em nha. Lần thứ 6. Lần thứ 7. Lần thứ 8. Đấy, kim gương rồi, chúng ta lại tiếp tục đi tìm kiếm một kim gương nha anh em nha. Ngoài ra thì bữa nay mình sẽ review tất cả bét luôn anh em nha. Đây, nguyên toàn bộ bét đỏ đây này. Anh em hứng thú với em nào cứ nói mình sẽ review hết nha. Hiện giờ thì mình đã làm được Sun Kun Le này. Raikou nha. Và tí mình sẽ làm luôn em Mewtwo này, rất là nhiều anh em để ý kiến xong đến hộ ô và con này nha anh em nha. Đó, đâu anh em hứng thú con nào cứ nói mình sẽ làm luôn. Rồi giờ ta không làm nhằng nữa, tiếp tục lại đến cái màn tiếp tục rút tiếp theo nha mọi người. Tiếp tục này anh em, lần thứ 9 nha. Ta đỏ phát con nào. SR. Là SR anh em. 10. SR 11. SR đây anh em. SR tiếp 12. SR anh em, X này rất là ngon nha. 13. Rồi ra UR anh em. Con này biết là Việt Nam mình tên gì nha, biết comment phía dưới mình biết luôn nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. 14. 15. Đấy đây anh em đâu. Lại được một mối em UR. À, hai này anh em này đùa. Đấy, con này Việt Nam tên gì đấy anh em comment phía dưới mình biết thôi nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. 16. Rồi được SR rồi anh em. Rồi, tiếp tục lại mình chiếu nha. Rồi tiếp tục nha anh em. Bye bye. Lần này liệu có ra được em bao nhiêu đỏ đây. Rồi SR đây anh em, tưởng đỏ đầu khó ăn nhè, tưởng đỏ đầu khó ăn ta. Ra con này nó ra liên tục nha, anh em để ý nha. 18. 19. 20. 21 đi nào, ra 3 lần nữa, con này ra 3 lần nữa. 22. 23 này. 24. Chúng ta lần này ra được có mỗi một em đỏ rồi à. Đau ghê. Tiếp tục này anh em. Tiếp tục cho anh em. 25. 25. Lại ra con này tiếp. Ra con này nào, lại ra nó liên tục anh em. 26. 27. 28.
29. Không ra Ura anh em. 30. Ô lần này không ra Ura đâu này. 31. 32. Wow, không được đến một em Ura đâu anh em. Ghê không? Quá ghê luôn anh em. Ờ à, đấy, thiếu nữa nha. Rồi, tiếp theo nha anh em nha. 33. Một SR. 34. Wow, UR này anh em này. Một UR. 35. Ba mươi sáu nha. 37. 38. Rồi tiếp tục ura anh em nha. 39. 40. Hiện có được hai ba ura không? Không, được hai con thôi anh em. Anh em lại đợi mình một xíu nha. Rồi tiếp theo nha anh em. 41. 41. 1SR. 1SR nữa. 42. 43. 44. 45. Ô lần này không ra UR anh em. 46. 47. 2 con SR cũng khá ngon anh em. 48. Đến con ra SR anh em. Tiếp tục đợi. Để đây con A để tiếp theo nha. Rồi tiếp theo nha anh em. Tiếp tục. Lần thứ 49. 49. 1SR anh em. Tiếp tục thế là 1SR hay là SR hay là UR đây. UR thôi anh em. 50. 51. Chú cha 51 nha anh em. 52. 53. 54. Wow, quá ngon anh em. 55. Ô, 3 UR anh em này. 55 nha. 56. Quá luôn, ngon luôn anh em. 3SR luôn. Quá phê. Mình sẽ đến tiếp vào con đồng ác xem nha. Tiếp tục nè mọi người. 57. 57. SR anh em. 58. 59. 60. 60. 60. SR rồi anh em. 61. 62. 63. 64. Con này cái lần này thì người đen đủ nhất anh em, không ra là con là ngon luôn. Rồi ta tiếp tục đến con nào tiếp theo nha. 65. Ây chà, bây giờ đèn quá anh em, ít UR quá. Để nó phát lấy 3 con UR phê thật đấy. Để cháu có 3 liền anh em. Bây giờ mình sẽ làm video để nói luôn cho anh em xem. Mình cũng chưa đánh em nó nào, nhìn thấy phê quá. Mấy hộ ô nữa. 66 thì phải đúng không? 67 này. 68. 69. 70. Ồ, đem chó này lên anh em nha. 71.
Đấy, biết ngay mà chưa đến phút cuối chơi chứ gì anh em, 2 u rào luôn ạ. 72. Đấy, quá phê. Tiếp tục anh em. 75, à 73. 73. Lần này sẽ ra SSR anh em, con vịt này. Nó có MR mới có mạnh không anh em. Rồi SR. 74. Một ếch này thì mát phê rồi anh em, ếch thì mát ngon rồi. 75. 76. 77. 78. 79. SR, SR 80. Tiếp tục nào mọi người, tiếp tục nha. 81. 81 nha. 81 rồi, triệu có được SR rồi. Mấy con này nó cứ hay ra đi ra lại nhỉ, nó không ra được mấy con mới anh em. SR. Tiếp tục xem nào. Rồi là SR. Kiểu nó vòng đi vòng lại anh em. Rồi MR nha. À quên UR anh em. Đấy, Sukun mình lấy review nha. Anh em mình xem cái này video xem. Mình vừa review hôm nay, chiều mình vừa update. Tiếp tục anh em. Quên nãy giờ không đếm được bao nhiêu lượt rồi. Xem nào. Còn 3 lần nữa. Vậy là coi như là hết 8 năm rồi. 86 là anh em này. Ô, UR tiếp nha. 87. Đây, SSR em rùa. Con rùa này có kêu nứt ván rất là đẹp nha anh em. Lần cuối cùng nào, 88. Là S kim cương. SSR rồi anh em. 88 lần rồi mà sao nó không ra được mấy em này nhỉ anh em nhỉ. Con này mình từ lần mình quay bữa giờ chưa một lần nào ra em nó luôn. Năm nay có ra không, ra thì mừng quá luôn á. Rồi chúng ta tiếp tục đi đèn tiếp theo nha. 89. Lần này có ra được cháu hô ô anh em. Rồi lại ra con này tiếp. SR. Rồi em nhìn ở đây. SR. Nó xuất tầm ra mấy em này anh nhỉ. 90 91. 92. Nào SR thôi anh em. 93 này. SR tiếp anh em. Rua đó, rua biết đây bên này nó tiến hóa nhà không. Đi thử xem bên này tiến hóa nhà anh em nha. Rồi mấy chín mấy ba, 93. Ồ, 90 cái này 93 đúng rồi. 94. Đó chính là 94 nhưng cái 95 rồi anh em. 96 này. Rồi, chúng ta tiếp tục lần nữa nha anh em nha. Rồi, tiếp tục nha anh em. Rồi, 97. 97. 98. 99. Rồi UR tiếp anh em, cuối cùng cũng ra được một em UR nữa. 100 nha. Đấy, vậy như đã hứa mình đã đập đủ 100 phát nha anh em nha. Đấy, còn đang còn kim cương ta tiếp tục vá thêm vài cái nữa xem nào. Rồi tiếp tục anh em, còn dư cứ thế vá thôi. 102. Lại ra UR anh em, khá là ngon. 103. 104. Vậy đây là xem cháu UR nữa anh em. Đấy, xem nào. Xem cháu này đi.
xem tiến hóa trưởng thành nên có thay đổi gì không. Không thay đổi một tí gì hết nha anh em. Đó, đây là cái tiến hóa trưởng thành này. Để xem cháu này xem là sau khi tiến hóa trên thì có thay đổi gì không. Vâng, cháu nó chả thay đổi dạng gì luôn anh em. Rồi, cho mình bách nào. Đấy, thì chắc tiến hóa chắc chắn là thay đổi hình dạng rõ ràng rồi anh em. Xem em rùa, chúng ta xem bài em nha. Đấy, chả lên cũng lên hẳn nha mọi người nha. Và tiện sẽ trả lời cho anh em câu hỏi thắc mắc mấy bữa nay mình khi mình quay X10 này rất nhiều anh em hỏi. Thì nếu mà anh em có để ý huyết đoạn đầu tiên mình có kéo thời gian xuống không, thì anh em để ý là mình làm từ lúc 4 giờ anh em nha, giờ 5:42. Đó là một cái video mình quay là anh em biết là hết bao nhiêu thời gian rồi. Thực ra đây là mỗi một con ạc nha mọi người nha, mỗi lần quay là một ạc. Ở bên Trung nó có tặng cho 60k kim cương khi mới vào nha. Thế mình rảnh thì mình cứ ngồi quản video ứng ứng 100 lần này cho anh em xem. Đấy, anh em nhìn thấy rất là tốn thời gian. Nếu như thật sự anh em cảm thấy video của mình hay thì nhớ để lại cho mình một like, một subscribe để tạo thêm động lực cho cái video hay hơn nha anh em. Cảm ơn mọi người rất nhiều về cái những like và comment của anh em rất là nhiều. Thật sự không có gì quý hơn là những cái đó. Ngoài ra thì bữa nay mình sẽ tập trung, mình sẽ làm bên Trung rất là nhiều. Nên là anh em có những hứng thú với em bé nào cứ nói. Đầu tiên mình sẽ đợi review nguyên cái nhóm UR nha anh em nha. Mình sẽ cố gắng cày cuốc để review nguyên cái nhóm UR. Đấy, thế này anh em là hứng thú với em bé nào cứ nói, mình sẽ review hết nha. Đấy, hôm nay thì đã, thực ra mình quét này một phần là mình kiếm UR mình review cho anh em đó. Hôm nay là có thêm một con à con này nha. Đấy, cái em này nữa. Tiện chứ là mình muốn hỏi anh em là biết con tên con này là một này, em này là hai nha. Hai này mình không hề biết tên, nhưng mà nếu anh em biết thì có thể cho mình xin tên ở dưới phần comment cũng được nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy, nếu anh em thấy video này có hay thì nhớ để lại cho mình like nha. Video này được 200 like mình sẽ tiếp tục làm nhiều video này nữa, là đùa anh em thôi. Nói chung thích rút anh em, thật sự mình cũng rất thích rút luôn. Đó, thôi video này kết thúc tại đây, tôi sẽ hẹn anh em ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều. Cảm ơn quý mọi người xem xong video vui vẻ nha. Bye bye, hẹn mọi người video tiếp theo.